chào quý vị và bà con. Lưỡi áp cao lạnh lục địa đang suy yếu và lệch đông, gây ra trường gió đông đến đông nam trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong khi trường gió đông bắc hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trên hệ thống ảnh mây vệ tinh cho thấy, trên toàn khu vực vùng biển gần bờ, từ miền Bắc cho đến miền Trung, mây đã giảm nhanh, nắng xuất hiện nhiều trở lại, nhiệt độ trên biển tăng sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt trên biển. Trong khi đó, thì ở khu vực vùng biển phía Nam, Biển Đông và khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Vịnh Thái Lan, mây dông phát triển và gây mưa trên diện rộng. Xu hướng trong thời gian tới thì khu vực vùng biển phía Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, di chuyển dần ra phía đông và biến tính dần. Dòng xích gió Tây cũng suy yếu, nhường chỗ cho bộ phận áp thấp phía Tây phát triển trở lại. Toàn khu vực vùng biển phía Bắc thì trời sẽ giảm mây, giảm mưa và nhiệt độ tăng nhanh. Tuy nhiên khoảng ngày 18, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, sau còn được bổ sung thêm vào ngày 21 và ngày 22. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình, kết hợp với ảnh hưởng nhiễu động trong trường gió Đông phát triển và gây mưa đến hết tuần. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh phía Bắc suy yếu tạo điều kiện cho hoàn lưu áp thấp phía Tây phát triển, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông đến đông nam mạnh cấp 4. Trong một vài ngày tới, nhiệt độ trên biển sẽ tăng nhanh lên khoảng 2-3 độ, biển ấm nên hiệu quả khai thác và đánh bắt sẽ tăng hơn so với thời gian trước. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, hôm nay có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông đến đông nam mạnh cấp 4, biển bình thường, thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trên khu vực vùng biển gần bờ miền Trung thì thời tiết chuyển tốt lên thấy rõ, mây đã giảm và trời nắng hơn, nhiệt độ tăng nhẹ. Hôm nay và ngày mai có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Xu hướng trong thời gian vài ba ngày tới, biển ấm dần nên việc khai thác và đánh bắt sẽ hiệu quả và sản lượng tốt hơn. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý, thời tiết ổn định có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, biển ổn định, thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt của bà con ngư dân. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo, thời tiết xấu với mưa rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 5, trong cơn dông cần đề phòng có hiện tượng gió giật mạnh. Xu hướng thời tiết xấu trên biển còn kéo dài trong từ 1 đến 2 ngày nữa, sau đó trời sẽ nắng nhiều trở lại, thuận lợi hơn cho việc khai thác và đánh bắt. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Trên vùng biển này thì bầu trời đầy mây với những cơn mưa rào và dông trên diện rộng, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông hoạt động mạnh cấp 4. Do mưa dông còn kéo dài, trong cơn dông có hiện tượng gió giật nên không thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Vùng biển Vịnh Thái Lan, mây dông phát triển dày đặc gây mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông hoạt động mạnh cấp 3, cấp 4. Do mưa dông còn duy trì trong thời gian tới nên sẽ không thuận lợi cho việc di chuyển của tàu thuyền, đặc biệt là những tàu thuyền nhỏ lẻ câu mực và đánh bắt vào chiều tối. Khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, bộ phận không khí lạnh suy yếu ở phía Bắc, tuy nhiên đới gió đông vẫn còn hoạt động đưa những luồng gió kèm hơi ẩm. Trong hôm nay và ngày mai, thời tiết có xu hướng giảm mây hơn và mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Sang ngày mai, gió có khả năng giảm nhẹ ở mức cấp 5, thuận lợi hơn cho các hoạt động khai thác và đánh bắt trên biển. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vịnh Bắc, trời quang đãng và có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt trên biển. Trong giai đoạn này, thì các nghề đánh bắt xa bờ như câu mực, cá ngừ đại dương cho năng suất ổn định. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Trục rãnh thấp phía Nam với những khối mây dông mạnh vẫn đang phát triển trên khu vực Nam Biển Đông, gây mưa rào và dông rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 4, cấp 5. Xu hướng thời tiết xấu tại khu vực còn có khả năng kéo dài trong những ngày cuối tuần, nên sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!